các cái tàu hải cảnh và các cái tàu bảo vệ của Trung Quốc chủ động đâm va vào các cái tàu của Việt Nam, gây hư hỏng và ảnh hưởng đến cái trang thiết bị của tàu Việt Nam. Vừa qua, lực lượng cảnh sát biển và lực lượng kiểm ngư hết sức kiên trì và kiềm chế. Chúng tôi tiếp tục bám trụ và giải quyết mọi việc ở trên biển, nhưng mọi sự chịu đựng đều có giới hạn. Nếu tiếp tục đâm vào chúng tôi thì chúng tôi cũng có những cái tự vệ tương tự để đáp lại. Việt Nam sẽ phải sử dụng tất cả những biện pháp mà được quy định bởi cái hiến chương Liên Hợp Quốc để mà bảo vệ các cái quyền lợi và lợi ích của mình. Về cái như các bạn đã biết ấy, thì chúng tôi cũng đã nói rằng là cái vấn đề này nó rất là nhạy cảm và nó rất là nguy hiểm, cho nên là chúng tôi đã thấy rằng là nó đã đe dọa đến hòa bình như ổn định, an ninh an toàn hàng hải ở Biển Đông. Mặc dù tàu cảnh sát biển 4033 đã đánh hết lẽ phải để tránh cái cú đâm va, thế nhưng tàu Trung Quốc vẫn quyết tâm lao thẳng vào. Hậu quả của cái vết đâm làm cho tàu cảnh sát biển 4033 bị rách một vết dài 3,5 mét và rộng 1 mét.